Hello, xin chào anh em nha. Ngày hôm nay thì sẽ không lên video cần. Hôm nay em đi thả cá giếc và cá rô ngoài đồng. Anh à, cá giếc sống. Giếc giếc. Chỗ này chắc không ai quây lưới đâu. Anh nhá. Bảo chỗ này là không ai quây lưới đâu. Đó, ông nào quây vào chỗ này là thôi xong. Đây chỗ. Mở dần ra chưa? À, anh đi. Mở đi ông, mở đi, thôi gì ở đây cũng được. Đẹp trời ạ. Tao cắt. Chỗ kia là cống. Cống là chảy ra các nhánh sông. Xong nó ra dần thôi chứ. Ấy. Hai vạn con không phải đùa đâu. Nhiều quá. Quen thích đi mình biết rồi. Nhà bây giờ này. Đấy, toàn ở dưới này bọn này lớn rồi. Lợi. Nó bảo là ừ, lần trước béo này nhiều đây hai con nó vẫn lấy bằng từng lấy tiền luôn nó ấy mà hoàn à, không gì thì anh không cần phải trả tiền em đâu cũng được kiểu nó biết mình phóng sinh á để cho nó quen dần dần anh à cá gì giếc giếc đây giếc đây thế bé dìu dìu này chả thả đi thả để lại cấu. Còn bé như thả còn xinh chứ to thì đi vám nữa mưa nữa bọn này lớn ngay anh nhỉ đi à? Mua để thông phóng sinh thì... thả ở trên chùa thì sáng thấy ông Jin dí điện thì sợ thả dưới đây thì em nghĩ chỗ đoạn này thì không ai dí điện. Nó mà một ship sáng thì nó gì mang sáng cho ra dần dần cho nhanh ngược lại nữa vịt thế này thì có đưa không đấy không bị đúng không nó chết thì có khi ra đâu chết thì nó lỗi rồi nhưng mà bữa này đang yếu yếu rồi nó đang bơi đây phóng sinh cây nó phải một lúc hồi hồi nó mới gì được nó mới nặng được cái còn nổi còn chán nó có oxy bơm oxy trong nó lúc mấy nó mới còn còi quen nước nữa lần trước là em thả trên chỗ sông chùa nhưng mà sáng thấy ông Jin ở chiều lại dí. Ồ, lắng hay sao? Nó phải thả hôm mát rồi cơ để bảo nữa. Lần trước bé bé phát nó thế này phát nó phi ở mầm cơ nhờ. Thế là mưa mát thế. May là nắng như thế đi bao nhiêu ngày rồi. À, bao nhiêu lâu thế. Để chết vừa hết. Để bảo lắm. À, chết hết. Chết hết. Không, ông thật hai vạn con thì cái chỗ này tính cái gì
xã thì vẫn tiểu yêu. Con nào yếu thì vẫn yếu. Cũng nhiều phết đấy. Chỗ này gì giỏi lắm, 200-300 con chứ lắm à. Nhiều. Lần trước là hình như không chết con nào. Lần một hai con. Con. Lần này thế này nhiều quá. Nắng thế nó ngộp. Đồ. Ai đây? Thả luôn cái kia. Bữa này vẫn ngáp ngáp được. Dô ta nó phải khỏe hơn. Khỏe hơn đấy. Đấy còn đấy là cũng được. Mầm. Ừ. Đó. Đấy phù. Đúng rồi, lúc ấy khởi ra cũng thấy thế. Nó đã gì hơn đấy nhỉ. Ông vốc vốc coi xem nào. Đấy đẹp không? Ô lần sau khi lấy bọn này. Đấy đẹp chưa? Đấy đầu đẹp luôn nè. Bọn này khỏe. Bọn chiếc kia yếu chết khỏe. Kể ra bé bé như nhau thì nó phải như nhau chứ đúng không? Thế nhưng mà hóa ra là bọn nào giống không đâu khỏe thì nó vẫn cứ khỏe. Dù tà nó vẫn cứ là bọn khỏe. Để mà ẩm chặt chết con nào. Thôi được rồi. Cái bọn này thì mới là bọn khỏe lại từ năm ngoái. Đặt tiền luôn. Là có lúc ảo gì thì lấy. Nhưng mà đến lúc. Đến lúc bây giờ mới có đấy. Đây. Rồi ra ra này. Ấy. Nhìn lại mới thích à. Sao đây? Bao nhiêu là bao nhiêu à? Nhiều vãi. Thế đẹp không? Xô đẹp không? Hôm nay ông gửi cho video trước đúng thế này luôn. Ừ, đây đẹp. Nó không khỏe. Đúng không đúng như này thì anh không cần phải chuyển tiền. Chỗ kia. Khỏe. À. Khỏe vai đái. Thế có khi về tháng sau làm một bịch này nữa. Hai bạn ngoài nữa đi thả đồng khác. Cái chết chết một trần dối con. Hình như chưa nhìn thấy con nào. Có cái con lúc đầu tiên nó thấy nó hơi nghiêng nghiêng người xong nó lại thấy phi như gầm mầm đi chỗ khác rồi. Chết rồi.